tục chương trình ngày mới, mời quý vị cùng cập nhật giá cả một số mặt hàng nông sản đáng chú ý. Đầu tiên là giá thịt heo. Thưa quý vị, sau một thời gian giảm giá, những ngày gần đây giá thịt heo bất ngờ quay đầu tăng lên 80.000 đồng, thậm chí là 83.000 đồng một ký ở cả ba miền. Tại khu vực miền Bắc, giá thu mua heo hơi tăng từ 1.000 đến 3.000 đồng một ký, dao động khoảng từ 78.000 đến 83.000 đồng một ký. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá heo hơi tăng lên mức 81.000 đồng một ký. Tại thị trường miền Nam, các địa phương hầu hết đều ổn định giá quanh mức 80.000 đồng một ký. Mức giá thấp nhất là 78.000 đồng một ký, cao nhất là 82.000 đồng một ký. Giá heo hơi tăng kéo giá thịt heo thương phẩm tăng theo tại một số siêu thị. Giá tiêu ghi nhận ở Tây Nguyên và miền Nam có xu hướng tăng nhẹ theo lực đẩy của thị trường thế giới. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu được thu mua với mức 49.000 đồng một ký. Còn tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu ở mức 47.500 đồng một ký. Ghi nhận giá tiêu tại Đồng Nai ở mức 48.000 đồng một ký, tăng 500 đồng một ký. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá tiêu được thu mua 50.000 đồng một ký. Đây vẫn là địa phương có giá cao nhất toàn miền. Giá cà phê trong nước tại hầu hết các địa phương đều giảm mạnh, có nơi giảm tới 800 đồng một ký, kéo giá cà phê xuống mức 32.000 đồng một ký. Giá cao nhất ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng, từ 32.500 đồng đến 33.600 đồng một ký. Nguyên nhân giá cà phê trong nước giảm là do giá tại hai sàn cà phê lớn trên thế giới đều giảm.